Aron Theropsin này nha. Thì ở đây ứng dụng này có rất là nhiều hình thức kiến thể. Ở đây sẽ giới thiệu cho những bạn mới đến ứng dụng này những cái cách mình có thể kiếm dễ dàng nhất. Rồi, thì các bạn không thấy được cái đường link tải này thì có thể vào trong hệ thống của sân đại sẽ có một cái link nhỏ để dẫn các bạn đến với trang này. Các bạn mở ứng dụng lên, đang quay màn hình này nó sẽ hơi lắc, các bạn thông cảm nha. Rồi, ở đây thì khi vào màn hình của giao diện thì các bạn sẽ thấy được có một biểu tượng là cái chữ B, thì đây là đơn vị của đơn vị tiền tệ trong hệ thống nha. Nó sẽ tính ra tiền biên cho các bạn ở phía bên dưới. Rồi, ở cái khu vực này là cái khu vực mà tất cả những cái điểm mà các bạn có thể kiếm được. Rồi, các bạn lưu ý ở đây là các bạn chỉ cần xem một đoạn video clip. Xem một đoạn video clip sau đó là sẽ lít may mắn là nhận được bao nhiêu tiền đây. Đây, cái hình trứng gà này là cái hình rất là nguy hiểm nha các bạn. Lần đầu tiên ở đây thử thì nó ít 3, nhưng mà những cái lần sau thì nó sẽ bị trừ đi 50% hết. Có nghĩa là có nguy hiểm là các bạn có thể lời hoặc là không lời từ cái chỗ này nha. Lưu ý trước khi chơi nha. Rồi, hoặc là các bạn có thể click vào hai cái ô ở bên dưới này nè. Hai cái chỗ này thì có thể tải app và xem video để mà kiếm thêm. Rồi, ngoại trừ ra thì có một cái chỗ đây, ngoại trừ ra thì cái phần mà đây muốn giới thiệu cho các bạn mời bạn. Thì lúc đầu tiên thì các bạn nhập cái mã ở đây là thanh 87 thì các bạn sẽ nhận được 1250 nha, tương đương với 2.000 Việt Nam đồng. Rồi sau khi đó thì các bạn đã có được là 1.000 mấy rồi đó. Là để mà đổi á, thì các bạn cần đến 12 đúng không nhỉ? Rồi thì khi đó các bạn có thể lấy cái mã của các bạn ở đây nè. Đây lấy cái mã của các bạn ở đây. Thì các bạn có thể giới thiệu bạn bè, thì đây là ứng dụng mà để thấy được là mời bạn bè khá là dễ và giống như là đến 2002, nhưng mà người bạn bên kia chỉ cần nhập cái mã của bạn vào thôi là bạn đã có tiền rồi, chứ không như các ứng dụng khác mà khó khăn phải thực hiện rất là nhiều bước mới có thể có được số tiền đó. Rồi khi mà đủ đổi thì các bạn có thể vào bên này. Rồi vào bên này xong thì các bạn có thể click vào đây để đổi nha. Click vào đây, 1 đô là tương đương với 20.000. Thì ở đây thì các bạn cần phải có cái đủ 20.000 để thay đổi được. Thì cái này là khoảng mời khoảng 9 người bạn là đủ. Mời khoảng 9 người. Hãy ở đây tính được khoảng 9 người, nhưng các bạn nhập cái mã ban đầu nữa thì là mời khoảng 8 người là đủ. Và đặc biệt ứng dụng này là PayPal nó sẽ trả ngay lập tức. Các bạn không phải chờ đợi giống như những cái khác phải chờ duyệt để gì nữa đó. Là ngay lập tức các bạn nhấn là nó sẽ ra đến đây này. Ở đây sẽ cho các bạn xem cái phần đổi nha. Rồi đây là cái phần đổi cho các bạn. Đổi là nó trả ngay lập tức luôn á, vừa đổi là nó sẽ trả tiền ngay luôn. Rồi sau khi mà các bạn đổi về PayPal rồi mà các bạn vẫn không biết đổi về thẻ cào của ở Việt Nam thì các bạn có thể inbox anh Vay, thì sau này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà đổi về cái thẻ cào đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này và hy vọng các bạn có thể chia sẻ video clip để anh em có thể thực hiện nhiều video clip khác nữa. Cảm ơn các bạn đã sử dụng sẵn thẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.